Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một siêu phẩm. Giá bất động sản của mình chỉ có 690 triệu đồng thôi anh chị. Mặt tiền của mình là mặt tiền đường nhựa luôn á. Đường nhựa này ha. Khu dân cư rất là đông. Và đã có là điện và nước máy ở tới nơi đây rồi. Khu dân cư đông, mương nước hai bên đã làm rồi ha. Rất là rộng. Mà diện tích của nó là 6 m sâu 30. Đặc biệt là full thổ cư luôn anh chị. Full thổ cư luôn. Những lô đất em mình quay là bữa giờ chỉ có 40, 50 hoặc là 100 thổ cư thôi. Nhưng riêng bất động sản này là full thổ cư anh chị. Rồi. Bây giờ em Điền sẽ quay cho cô chú chị mình xem chi tiết bất động sản của mình ha. Rồi, trước mặt của chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là hơn 8 mét anh chị. Đã có mương nước hai bên rồi. Hệ thống thoát nước rất là đầy đủ. Và cái hướng trước mặt của chú chị mình đây là cái hướng mà mình đi ra được tỉnh lộ 329 anh chị. Thì từ đây mà ra tỉnh lộ 329 thì khoảng là 2 cây rưỡi. Và khu dân cư ở đây thì rất là sang xích. Rồi, qua lại đây thì đường cũng là đường mình theo kiểu bằng cờ anh chị, đường thông thương hết anh chị. Thì khu vực ở đây thì nói chung là cũng rất trường học, gần trường học và gần chợ anh chị. Và cái bất động sản của em Điền muốn giới thiệu đây là có diện tích là 6 mét ha, và sâu 30. Có là full thổ cư luôn, thổ cư là full luôn. Đó. Mặt tiền của mình là được 6 mét. Thì không biết là cái ranh móc hiện tại là đã có hai trụ ranh móc trong đó rồi, nhưng mà cái vạch sơn ở ngoài đây thì đã bị phai mờ, bị mất rồi ha. Nhưng mà cô chú chị này mình trước khi mua á, thì tất nhiên là chủ đất sẽ chỉ lại ranh đất và cắm lại ranh móc đất cho mình ha. Nói chung là bàn giao ranh móc rõ ràng cho cô chú chị mình. 690 triệu tổng lô luôn anh chị. Mà khu dân cư đông, có điện nước đầy đủ. Tiện ích thì nói chung là đi ra tỉnh lộ 329 thì hơi xa một chút xíu thôi, nhưng mà cái em ở đây thì tiện ích và tiện nghi thì là đầy đủ anh chị. Rồi, em xin dừng video tại đây. Thì cô chú anh chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ với em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình để xem thực tế đất.